nhằm chủ động ứng phó, xử lý và khắc phục kịp thời hậu quả vụ ngộ độc, giảm thiểu đến mức thấp nhất ảnh hưởng khi có ngộ độc thực phẩm xảy ra. Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm tỉnh Bình Dương ban hành phương án ứng phó với ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh theo 3 tình huống như sau. Bình Dương ứng phó với ngộ độc thực phẩm năm 2024, vụ ngộ độc thực phẩm có số người mắc dưới 30 người, không có trường hợp tử vong. Điều tra nguyên nhân, khắc phục hậu quả do ngộ độc thực phẩm gây ra, Tạm dừng hoạt động của cơ sở sản xuất chế biến cung cấp thực phẩm gây ra ngộ độc. Vụ ngộ độc thực phẩm có số người mắc từ 30 người trở lên hoặc có trường hợp tử vong. Triển khai các hoạt động cấp cứu, điều trị và điều tra nguyên nhân gây ra ngộ độc thực phẩm. Tạm dừng hoạt động của cơ sở sản xuất chế biến cung cấp thực phẩm gây ra ngộ độc, sẵn sàng phương án để cấp cứu điều trị tại chỗ khi có số lượng lớn bệnh nhân ngộ độc thực phẩm phát bệnh cùng lúc. Vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp tích cực triển khai các hoạt động cấp cứu, điều trị và điều tra nguyên nhân gây ra ngộ độc thực phẩm, tạm dừng hoạt động của cơ sở sản xuất chế biến cung cấp thực phẩm gây ra ngộ độc. Sở Y tế chủ trì phối hợp với Ban Nhân dân các huyện, thị xã thành phố, các sở ban ngành và các cơ quan đơn vị liên quan, chỉ đạo triển khai khắc phục hậu quả vụ ngộ độc.